ông viết bài Isabel người chỉ hò của mèo. Và bài Isabel đã có những lời tốt đẹp để xác nhận và củng cố người em hò của mình. Bà đã nói: em thật có phúc vì em đã tin những lời Thiên Chúa sẽ làm trên em. Chủ đề ơn phúc của những kẻ tin xuyên suốt trong bài Phúc Âm ngày hôm nay. Đối với những người có lòng tin, những điều tuyệt đẹp, tuyệt vời sẽ xảy ra trong họ. Đúng thế, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh trong Cựu Ước hay Tân Ước, chúng ta thấy rõ điều đó. Bắt đầu với tổ phụ Abraham, Thiên Chúa đã thử thách Abraham và Thiên Chúa đã nói: Abraham, con hãy hy sinh người con của con đi. Và Abraham đã làm gì đó. Khi Abraham chuẩn bị làm nghi lễ hy sinh người con của mình, người con duy nhất của mình là ông Isaac, Thiên Thần đã ngăn cản Abraham. Từ đó Abraham đã trở thành tổ phụ đức tin và Thiên Chúa đã chúc phúc cho Abraham. Qua đến khi qua bên Tân Ước, chúng ta đọc có nhiều câu chuyện khác nhau, có nhiều trường hợp khác nhau, chúng ta thấy Thiên Chúa chúc phúc cho những người đặt lòng tin vào bàn tay của Ngài. Một trong những câu chuyện hay trường hợp chúng ta nghe đến là một ông viên đại mục trưởng đã tới xin Thiên Chúa Chúa Giêsu để chữa lành người đầy tớ của ông. Và Chúa Giêsu đã nói với viên đại mục trưởng này là: ông hãy ra về đi, ông tin thì sẽ được. Một câu chuyện khác hay một trường hợp khác là một người phụ nữ bị bệnh, bị bắt huyết hơn 18 năm trời. Chúng ta nên nhớ, trong thời điểm thầy bình của Chúa Giêsu không có thuốc men nào để chữa căn bệnh đó. Căn bệnh đó coi như là bệnh nan y trong thời điểm của Chúa Giêsu. Mà khi người phụ nữ này chỉ đụng vào tà áo hay dây cột của Chúa Giêsu, Ngài đã cảm thấy một cái sức lòng tin đặc biệt. Ngài đã quay lại và Ngài đã nói với người phụ nữ lúc này là: chị hãy ra về đi, vì lòng tin của chị sẽ chữa trị. Một câu chuyện khác nữa hay một trường hợp khác nữa, khi chúng ta thấy hai anh mù là một bài âm chúng ta nghe không xa đâu, có lẽ là tuần trước đó. Một hai anh mù đã chạy đến Chúa Giêsu và xin Chúa Giêsu. Chúng ta lại nên nhớ, trong thời điểm của Chúa Giêsu, những người bị mù, những người bị tàn tật coi như là những người phế thải trong xã hội, coi như là những người vô dụng trong xã hội, coi như là những người tội lỗi trong xã hội. Khi họ chạy đến với Thiên Chúa Chúa Giêsu như vậy, và Chúa Giêsu đã nói với hai người mù đó: hai anh hãy ra về, lòng tin của hai anh sẽ chữa cho hai anh. Những lời của Chúa Giêsu đối với những người này gợi lên lòng tin của họ. Vậy khi chúng ta suy niệm, xin khi chúng ta suy ngẫm lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta học hỏi như những điều nào? Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, mỗi lần chúng ta thấy hay thường nghe người khác nói là: a, ông này lòng tin mạnh mẽ, a, hay bà này lòng tin mạnh mẽ, là sẽ dễ dàng đối với người đó, người ông này hay người bà này. Mà trong thực tế không phải là như vậy. Trong thực tế, đức tin rất là khó. Khi con ngồi trên này, con nhìn xuống, con thấy đây một cầu vồng nhỏ bé. Ông bà trên ngồi ở trong thánh đường này vì lòng tin của ông bà anh chị em. Nhưng trong thực tế, lòng tin của ông bà anh chị em không thể nào làm đời sống gia đình của ông bà anh chị em dễ dàng đâu, đúng không ạ? Trong đời sống hàng ngày của ông bà anh chị em ở đây cũng gặp nhiều thử thách lắm, gặp nhiều sóng gió lắm, gặp nhiều gian truân lắm. Nhiều lúc chúng ta nói là chúng ta mất đức tin. Con đã cùng con với một tên từ gần 13 năm trời rồi, sắp sửa tới 14 năm rồi. Con đã nghe bao nhiêu câu chuyện về đời sống Kitô hữu đã mất lòng tin. Con thấy nhiều
Cách đây nhiều năm, có đã gặp một bạn trẻ này tuổi trung học. Anh ta đã mất lòng tin vì người em út của anh ta bị tai nạn xe cộ và bị chết. Vì quan chức nạn sai của thợ xe cộ bị chết như vậy, anh đã hoàn toàn mất lòng tin, không đi lễ lạy, không đọc kinh cầu nguyện. Nhưng sau đó một vài năm sau, khi anh ta trưởng thành, trong sự suy nghĩ của anh ta, trong đời sống đức tin của mình, con đã một có cơ hội khác gặp anh ta và con đã nói: sao con giờ này con còn đi học không, học tới đâu rồi, con còn đi lễ nhà thờ hay không, con còn cầu nguyện hay không? Và anh ta đã chia sẻ, anh ta đã nói: cảm ơn cha đã khuyên con, mà giờ này đây con có lòng tin lại, vì con biết những gì xảy ra là chỉ là tai nạn mà thôi. Đúng thế, trong đời sống hàng ngày của mỗi cuộc ông bà anh chị em, cho dù chúng ta đi lễ hàng ngày, cho dù chúng ta đi đọc kinh hàng ngày, mà đức tin của chúng ta sẽ bị dao đảo, chúng ta sẽ bị thử thách, cho nên không dễ dàng. Qua bài phúc âm ngày hôm nay, chúng ta có một cái gương mẫu hoàn hảo nhất trong đời sống đức tin, đó là Mẹ Maria. Mẹ đã được tuyển chọn bởi Thiên Chúa để mẹ gánh cái vai trò rất là nặng nề, để mẹ mang Thiên Chúa đến cho mỗi người chúng ta. Và qua bài phúc âm chúng ta nghe, vừa nghe xong, khi mẹ biết tin người chị họ của mình mang thai trong tuổi già, mẹ đã vội vã lên đường đi thăm người chị họ của mình. Điều này mẹ đã áp dụng lời đức tin của mẹ trong đời sống hàng ngày của mẹ. Đức tin của mẹ chỉ không chỉ trên môi miệng của mẹ mà thôi, mẹ đã lắng nghe và mẹ đã thi hành, thực hành thánh ý của Thiên Chúa và áp dụng trong đời sống đức tin của mình. Chúng ta nên nhớ, trong thời điểm của mẹ Maria, mỗi khi đi điểm A tới điểm B rất là khó khăn, gặp nhiều thử thách lắm. Không phải như trong xã hội ngày nay đâu, khi chúng ta muốn đi từ điểm A tới điểm B, chúng ta chỉ lên xe, bật ga một cái, đi một èo một cái là tới nơi. Hay chúng ta ngồi trên máy bay chẳng hạn, đi một èo một cái là sẽ tới nơi. Như trong thời điểm của mẹ Maria, muốn đi chỗ này chỗ khác rất là khó khăn, rất là nguy hiểm. Nhưng mẹ không ngại, mẹ không quản ngại cái sự gian truân đó, mẹ không sợ những sợ hãi đó. Mẹ đã vội vã lên đường tới thăm người chị họ của mẹ mình. Chị họ của mình là bà Isabel. Và trong lời kinh kính mừng chúng ta thường đọc hàng ngày, năm sự vui thứ hai thì nhắm mẹ Maria đi thăm bà Isabel, chúng ta xin cho được lòng yêu người. Đúng thế, đức tin không thực hành là đức tin chết. Nếu chúng ta không áp dụng đời sống của đức tin trong lời nói, trong việc làm của chúng ta hàng ngày là đức tin chết. Cho nên đức tin phải áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình là gì? Là yêu người. Yêu người thật là khó. Kính thưa quý phụ ông bà chị em, người nào thấy dễ chịu thì dễ yêu lắm. Người nào mà hơi khó chịu chút xíu như con thì rất là khó yêu. Bởi vậy chúng ta phải xin Thiên Chúa trong thánh lễ này mở rộng tấm lòng của mình, tâm hồn của mình, cặp mắt của mình, đôi miệng của mình, đôi tai của mình để biết lắng nghe lời Chúa, áp dụng lời Chúa trong đời sống hàng ngày để chúng ta có thể yêu người. Yêu người thì phải đi tha thứ. Nếu chúng ta yêu bằng chôn nô miệng cũng thôi thì không được. Chúng ta phải biết tha thứ. Sắp thánh lễ Giáng sinh sắp sửa đến với mỗi người chúng ta. Chúng ta chỉ còn có 3 ngày nữa, 5 tiếng nữa và 19 phút nữa chúng ta sẽ mừng đại lễ ngôi hai giáng trần. Chúng ta phải chạy đến với Thiên Chúa như mẹ Maria, xin Thiên Chúa mở tâm hồn chúng ta biết yêu người và tha thứ. Trong thánh lễ này, chúng ta hãy suy nghĩ lại những người nào cần sự tha thứ của chúng ta, những người nào chúng ta cần chạy đến để xin sự tha thứ của họ. Có lẽ là người chồng của mình,
có lẽ là người vợ của mình, có lẽ là người bà, người mẹ của mình hay người con của mình, chúng ta cần tha thứ. Tha thứ phải tha thứ 7 x 7 có nghĩa là đối với Chúa không có con số trong đó. Phải tha thứ hoàn toàn cho những người đã phạm lỗi đến mình, hay mình xin người đó tha thứ cho mình những người mà mình phạm lỗi đến họ. Chỉ có như vậy chúng ta mới biết điều, chỉ có như vậy chúng ta mới thi hành thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Chỉ có như vậy hành trình đức tin của chúng ta càng ngày càng vững mạnh. Do đó giáo hội đã lừa mẹ Maria là một mẫu gương tuyệt hảo nhất về đời sống đức tin. Hy vọng cho những ngày còn lại của mỗi người chúng ta trong mùa vọng năm nay, chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa, xin Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm của mình, và chúng ta càng ngày càng lớn mạnh trong đời sống đức tin, và càng ngày áp dụng đời sống đức tin của mình trong lời nói, trong việc làm, để qua đó chúng ta thật sự chuẩn bị tâm hồn để đón Thiên Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay.